Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục tham quan sân vườn nhà bác Hướng ở Ngọc Liệp, Quốc Oai. Đây là một số cây bác Hướng bày trên sân vườn. Quý vị và các bạn xem kỹ từng cây, sau đó bác Hướng sẽ báo giá để quý vị và các bạn tham khảo. Đây là một cây xanh, xanh ngân giáng trực. Chân đế trải kín mặt khay. Chân đế cái này quá khỏe luôn. Xem cái độ già của nó nhé. Cả cái tử của nó cũng già, màu da đồng này. Thân rồi màu da đồng này. Sần sùi này. Hoài nhà chỗ này, chỗ này phải 40 các bác nhé. Chỗ này phải 30. Hoành chỗ này là khoảng độ 80. Hoành chỗ này khoảng 80 nhé, khoảng 4 gang đó nhé. Chỗ này nhé. Còn xuống dưới này thì không kể, dưới này còn to hơn nhiều này. Cái khe này dài rộng bao nhiêu bác nhỉ? 1m3 rộng 95. À. Dài 1m3 rộng 95. Nếu mà chân đế của nó gần kín mặt khay này các bác xem này. Bây giờ các bác xem chi tiết lá xanh năm điền nhé, lá rất dài, tay cành rất là lực, các xem này, tay cành đúng chuẩn lực nhé, cổ ngọn lắc đẹp nhé, quả phúc được làm rất là nét. Các xem lại một lần nữa tổng dáng này, bác xem cái độ già này, dễ của nó già như này, cái độ chuồn nhốn của nó này, địa y này, có một cái cành rơi này, các bác xem này, tay cành chất lực này, có một cành rơi này, cành phóng này, bác xem tổng dáng chiều khác nhé, cây này bao tiền bác Hướng nhỉ? 150 triệu. Vâng, 150 triệu cây xanh này nhé, xanh năm điền. Hàng mịn. Bác xem tiếp một cây xanh. Cây này cũng già. Bác xem. Độ già của nó này. Chân đế này. Cây này hơi siêu bác nhỉ? Ừ, hơi siêu. Hơi siêu. Cây này bao tiền bác Hướng? Cây 50 triệu. Vâng. Vành chỗ này nó khoảng độ gần 40. Vành chỗ này nhé. Chân đế chảy khá đều. Các bác thì xem tiếp một cây xanh. Cây này gọi là xanh giáng siêu. Xanh quê. Cây là xanh quê nhé. Cái này cũng làm khá là côn. Chất lá dày đẹp. Nụ cục này. Cũng được cắt giật chuyển hướng nhiều lần này. Cái này bao tiền được không? Cây xanh quê này. 5 triệu. 50 triệu một cây xanh quê, kích thước cũng khá lớn các bác nhé. Vành chỗ này khoảng 40. Chỗ này khoảng 50. Chỗ này nhé. Xem tiếp một cái xanh, cũng là xanh giáng siêu. Xanh năm điền nhé. Năm điền giáng siêu. Chân đế này. Bác xem này, một gang nắm chặt này. Chỗ này thì nó khoảng độ gần 20. Cây này bao tiền bác? 10 triệu. 10 triệu cây xanh năm điền này các bác nhá. Các bác nhìn từ xa một cây xanh, cây này cũng là xanh năm điền. Xanh năm điền dáng siêu.
Bông tán nó khá là mịn. Chậu này là bao nhiêu bác? Dài rộng bao nhiêu? Chậu ấy 1m2. 1m2. Rộng 80. Vâng. Cái khay này là rộng 1m2. Khay dài 1m2 nhỉ? Khay dài 1m2 rộng 80. Xem này. Vành ở chỗ này gần 40. Chỗ nhỏ ở trên này nhé. Còn dưới này trên bên một chút. Cây cũng cực kỳ già. Chuyển thân này. Nên vào đồng này. Bác xem mấy chất lá xanh nham điền này. Tổng dáng thì cũng được. Cây này bao tiền bác Hương? 70 triệu anh. Vâng. 70 triệu cây xanh nham điền này nhé các bác nhá. Kích thước cũng tương đối lớn. Cây xanh nữa này. Cây này cũng là xanh nham điền này. Chân vệ được này. Xem kỹ cái độ dài của nó này. Bỏ cho đồng này, nu cục này. Đường chuyển của thân này. Cây này bao tiền một cân? Cây 80 triệu. Vâng, 80 triệu cây xanh này nhá. Cây này kích thước khá lớn. Vành ở điểm này nó khoảng độ 50. Phân tử này. Bác nhìn là tổng dáng chiều khác nhé. Xem tiếp một cây xanh quê. Cây này là trực siêu. Một thân trực là một thân siêu. Nó hơi hoành một tí bác nhỉ. Siêu quá nó thành hơi hoành. Gọi là siêu cũng được nhỉ. Cây này bao tiền bác? 5 triệu cây xanh này nhé. Bác xem tiếp một cây xanh quê này. Cây này chất lá đẹp như lá xanh nằm điển. Xem thân này. Vành chỗ này khoảng trên 20. Cây này bao tiền một hướng nhỉ? 8 triệu. Vâng. 8 triệu cây xanh này nhé. Xem tiếp này, một cây xanh nữa này. Cây này xanh nằm điền. Lá nhỏ này. Bỏ cho đồng này. Cây này bao tiền bác? 15 triệu. 15 triệu cây xanh nằm điền này nhé. Xem một cây xanh quê này. Đây một cây xanh quê nữa này. Xanh. Cây là xanh nằm điền này. Vành chỗ này trên này một chút. Bông tán cũng ổn rồi này. Cây này bao tiền bác? 10 triệu. 10 triệu cây xanh này nhé. Các bác xem tiếp một cây xanh nhé. Cây này cũng là xanh nam điền này. Hàng bê tay. Gốc rễ của nó này. Vành điểm này cũng được khoảng 20.
Cái này bao tiền bạc hơn? 10 triệu. Này. Xem mà tiếp một cây xanh nữa này. Xanh này cũng là xanh Nam Điền. Chỗ này trên 20 nghìn nhé. Cây cũng già. Là xanh Nam Điền. Cây này bao tiền quá? 15 triệu. 15 triệu cây xanh này nhé. Bác xem tiếp một cây xanh. Xanh này cũng là xanh Nam Điền. Cây này cũng khá là già. Vành của gốc này trên 20. Chỗ này khoảng gần 20. Giả mọc trắng này. Lá xanh Nam Điền lúc có ra lọc non rất là đẹp. Lọc nó trong. Cây này bao nhiêu tiền bác? 10 triệu. 10 triệu cây xanh này nhé. Xanh Nam Điền 2 thân. Chỗ này khoảng trên 20 một chút này. Chân đế khỏe này. Cây này bao tiền bác Hướng? 20 triệu. 20 triệu cây xanh này nhá. Villa. Villa giống siêu. Xem này. Đường chiều nó thân khá là đẹp. Cái này bao nhiêu tiền bác Hướng? 5 triệu. À. Bác nhìn từ xa một cây lập vườn này. Cây lập vườn này bác nào có cái sân rộng về vừa làm cây chơi vừa làm bóng mát được. Cây này cao khoảng gần 3 mét đấy bác nhỉ? Ừ, gần 3 mét. Cây lập vườn cao gần 3 mét nhé. Bác xem từ xa tổng dáng của nó này. Cây cũng tương đối già bác nhá. Bác lại gần xem chi tiết này. Thân nó già. Như này. Vành chỗ này khoảng 40. Chỗ gốc này phải đến 60 bác nhỉ? Ừ, 3 gang. 3 gang 60. Chỗ này phải 50. Chỗ này phải 60 nhé. Cũng có chân đế nhé. Cây này bao tiền bác Hương? Cây lục vườn thì 5 triệu. Vâng. 50 triệu một cây lục vườn kích thước rất là lớn nữa bác nhá. Một số cây trên sân vườn nhà bác Hướng đã chia sẻ tới quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.